chốc nữa là quay sẩm sẩm là bọn ngoài kia mới đông kìa. Nó quay về kìa. Giờ nó sớm nó kìa, trông kia rồi, nhưng mà trong bóng cây kìa. Từ 97 đến bây giờ thì quả vạc về càng ngày về càng đông. Sáng sớm rồi quả vạc về thì quả bay đi. Thì tối thì là vạc bay đi thì quả bay về. Nó đẻ từ tháng 3 đến tháng 7 âm lịch. Tôi nghĩ rằng là đất lành chim mới đậu, cho trời ban cho gia đình của tôi. Nó như là báu vật. Cho nên là gia đình của tôi coi như vậy là bằng mọi giá phải bảo vệ cho gia đình và cho xã hội. Năm 97 nó coi như sau khi tách tỉnh gia đình tôi coi như dồn ô đổi thửa làm công trình VAC. Ao thì tôi nuôi cá quả, cây tôi trồng vải nhãn đằng lại đặc sản thôi. Thế đến lúc thu hoạch được xong một cái thì coi như vậy là quà vạc nó về phá bỏ cái kinh tế vườn ao chuồng. Vì lý do như thế thì có nhiều con cái gia đình kể cả vợ chồng cũng có những cái khúc mắc nhau, cũng phản đối. Một đằng thì trồng cây thu hoạch làm vườn làm ao để thu hoạch thì bây giờ quà vạc nó về. Mà quà vạc nó về thì là chả thu hoạch được cái gì và phải còn mất cả công trông nom. Quà về tôi không nhất trí với ông ấy là bây giờ nó cây cối thu hoạch rồi lại quà đỗ hết chết thì nó không mang lại kinh tế. Những đêm tôi làm tôi suy nghĩ bây giờ được đằng nọ thì mất đằng kia. Lộc rời đến cho tôi thì tôi phải giữ. Thế và giữ đấy thì là môi trường chung cho xã hội. Là tôi phải động viên gia đình. Thôi thì đây nó là thiên nhiên ban tặng, đâu có phải là một sớm một chiều, mà đâu có phải là nhiều người có được. Thế nên chính vì như thế cho nên tôi bằng mọi giá này, tôi phải bảo gia đình, cùng con cháu, họ mạc, rồi là anh em xung quanh hàng xóm, cùng chung tay, chung sức mới bảo vệ được. Ông ấy động viên tôi với con là tôi để cho nó đẹp, nay mai thì tuổi già cho nó đẹp. Tôi cũng nhất trí và tôi thấy là cũng hợp thì là tôi ủng hộ ông ấy. Bảo vệ được đàn quà thì gia đình dùng mọi nguồn lực và nguồn vốn. Đầu tiên thì quà vạc nó về thì bờ rào thì không có, ngăn thì một đằng thì ba đằng giáp dân, một đằng giáp ruộng. Thế cho nên là tôi tìm bằng mọi nguồn vốn, vượt nập và trồng cây, mở rộng trồng cây và rào B40 cao 1m8, 2m. Thì bảo vệ được, cản được phần nào kẻ săn bắt. Một người một khi là người ta thấy quà vạc nó về thì nhiều những người người ta nó đến nó săn bắt và nó xem trước cái tất cả cái thứ, cho nên là gia đình phải bảo vệ 24/24. Được rồi, đi ngay. Hàng đêm nhân dân chung quanh người ta báo là có người đến bắn cò và bắt cò hoặc đánh bẫy vạc, là tôi phải gọi điện cho con cháu là ra ngăn cản. Thế là người nọ thì sang tay người kia là thi nhau ra đến ta săn bắt. Đêm hôm là mình đều phải dậy và gác suốt đêm. Và bao giờ nó yên rồi thì mình mới về, mình mới nghỉ ngơi. Ôi rồi ông say mê quả lắm. Cứ ai mà gọi ở chung quanh hàng xóm người ta giúp lắm. Ai mà ới cái là ông đi, đêm đi, ngày cũng đi. Dùng cái USB để nó gọi vạc, giữ vạc, để bắt vạc thì tôi cũng ra để thông báo rõ là mọi người phải chung sức bảo vệ môi trường thì thôi, tốt hết là không nên làm cái này nữa, thì sau đó người ta cũng nghĩ ra ngay và người ta cũng thôi. Những người đến săn bắn ở tại địa phương là cũng dần dần ít đi và gia đình cũng rất có trách nhiệm cao trong cái việc tuyên truyền và bảo vệ thì mới giữ được cái đàn cò số lượng đông và đến trú ngụ đông như vậy. Mình không thể trông, không có hàng xóm gì mà chết, không thể trông. Vẫn phải bảo vệ cho ông ấy chứ còn... Dân thì người ta rất có ý thức. Một là người ta có những cái việc người ta không nên va chạm mạnh để cho quà vạc nó bay. Thế cho nên là có dân người ta ủng hộ như thế, hàng xóm ta ủng hộ thì nó mới giữ được đàn quà đến bây giờ.
Nhà tôi cũng có cái vườn ở gần nhà ông Tươi ấy, thì là tôi cũng để dày dòng cây để cho cỏ nó sang, nó đỗ và gì ở đấy nó cũng đỗ để cho nó sinh sôi nảy nở cho mỗi ngày một càng đông nữa. Tôi cũng là tập trung cùng với ông là có vườn bên cạnh là cũng rào lưới bên mươi và xây tường cao, không bên ngoài không thể vào được, để nhằm mục đích chỉ cho cảnh quan môi trường, cho quê hương, cho đẹp vẻ, người ta bà con nó nhìn thấy đàn cò bay lên là người ta rất thấy là hiếm có. Nhiều khi các nơi bạn bè tôi về đây tham quan ngắm cảnh là người ta còn chụp ảnh, người ta còn đưa lên cả Facebook để người ta xem. Nhánh là vì phải dòng vải nó mới có nhánh. Từ việc làm của ông bà Tươi và gia đình thì tác động rất chi là lớn đến cái cách suy nghĩ và việc làm của mọi người là không đánh bắt các động vật, động vật hoang dã mà đặc biệt nhất là cò ở trong khu vực này và ở xã, thì đấy là cái việc làm mà mọi người đều phải là ghi nhận và đồng thời là cũng là đồng tình ủng hộ cái việc làm của tôi. Ý tưởng của tôi thì tôi sẽ đề nghị với huyện, tỉnh, xã cùng chung tay với tôi là coi như vậy là để bảo tồn được cái khu này, thì gia đình sẵn sàng bỏ tiền ra lại đầu tư tiếp và mở rộng vườn tiếp để cho cò vạc nó đỗ. Nói chung là kinh tế gia đình thì cũng ổn định, sau khi nó về thì gia đình làm ăn nó phát đạt, thì tôi cho là đấy thì hy sinh cái nọ thì sẽ được cái kia. Giờ đang ban cho cái lộc như thế mà mình không giữ thì có là lạ, đời bố đời con đời cháu phải giữ. Gia đình tôi và cũng cùng cả địa phương là sẽ quyết tâm bảo vệ đàn cò này để cho ông bà cũng vui tuổi già. Sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát khao.